Rồi, chúng ta tiếp tục cái rule kế tiếp. Chúng ta lưu ý là cái phần lọc mà cấm chat với lại Yahoo Sky này chúng ta không làm được là tại sao? Tại tại vì như vậy, chúng ta nhìn ở đây nè. Ở đây đúng là chúng ta bấm vào phần này nhưng mà do ở đây này chúng ta thấy là cái carrier web filter này không có khả năng, tại vì chúng ta không có phần đăng ký, nghĩa là chúng ta chưa mua bản quyền cái này. Nên là cái phần rule này chúng ta sẽ không làm được ở cái phần chỗ này, chúng ta sẽ không đích đây được do là chúng ta không có mua bản quyền và đăng ký cái phần này. Nên là cái phần rule này chúng ta có thể bỏ qua, tạm thời chúng ta bỏ qua. Ở đây chúng ta sẽ làm cái rule cuối cùng nha, chúng ta sẽ làm cái rule cuối cùng nha. Nên là cuối cùng là chúng ta lọc cái trang web nhạy cảm theo những ký tự nhạy cảm. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái rule. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái rule. Ở đây chúng ta sẽ nhấn qua cái tab là forbidden work. Nhấn vô đó, chúng ta sẽ bấm vào cái tab forbidden work này, chúng ta bấm để ý ở đây. Rồi, ta nhấn vào cái tab đó. Sau đó chúng ta sẽ thêm những cái từ vào, chúng ta nhấn add. Đó, vậy là chúng ta muốn ở đây là những cái từ chúng ta muốn thêm, những cái từ nhạy cảm ta bấm add, chúng ta cứ thêm vào. Giả sử ở đây người ta thêm một cái từ theo cái bài này, người ta thêm một cái từ này. Đó, chúng ta muốn thêm những cái từ khác vào, chúng ta cứ bấm thêm vào. Ở đây. Đó, ở đây tự nhiên là từ tùm lum, đó, ví dụ như vậy. Đó. Đó, mình thêm những cái từ nhạy cảm vào. Ví dụ dạ thôi nhé. Đó, ví dụ như ok. Đó, giống như mình ở đây mình muốn thêm những cái từ vào, mình thêm vào đây. Đó. Đây là dễ, ở đây là rồi. Sau đó mình vào cái phần rule này, giả sử một cái rule là bất kỳ ha. Thì mình sẽ edit rule. Giả sử đó, mình edit nó, mình sẽ đánh dấu vào tấm trang web chứa nội dung này. Giả sử edit đó, mình sẽ vào cái phần này đó, chúng ta để ý ở đây nè, constant rule. Mình sẽ đánh dấu vào cái chỗ này đó. Nhớ đánh dấu ở đây. Ok, vậy là mình đã kết thúc cái phần mà tạo rule. Chỉ có một cái rule ta không tạo được là cấm việc chat ha, cấm chat ha. Cấm chat là cái rule, cấm chat là do là chúng ta không có đăng ký nên chúng ta không có làm được cái phần phần đó. Nhớ vậy là cái rule này không phải là không được cấu hình mà do chúng ta chưa đăng ký mua bản quyền cái này lên cái phần cardio này, nó chặn cái phần mà cấm cấm chat này, nghĩa là chúng ta không có kích hoạt được cái phần này, nghĩa là máy của chúng ta nó không có cái làm được cái chỗ đó. Nếu mà có ở đây có hiệu lực thì chúng ta làm cũng rất là đơn giản. Rồi, vậy là sẽ kết thúc cái phần rule ở đây.